Vâng, em lên tiếp cho các bác một cái đôi loa 02A nữa nhá. Cái loại loa nhỏ nhỏ để các bác về là làm loa lời nhá, làm loa lời. Đấy. Làm loa lời, làm loa trợ lời cho nghe nhạc. Đấy. Con loa này thì kích thước của nó cũng nhỏ gọn thôi. Đấy, kích thước nó nhỏ gọn thôi các bác. Đây. Kích thước của nó chiều ngang của nó là 13.5 này. Đấy, chiều sâu là 21.5 này và chiều cao là đi 21.5 này. Đấy. Đường kính loa bát bên ngoài là 12 nhá. Đấy. Thì các bác nào ai đang hôm qua đang hỏi em cái con 02A này thì là liên hệ cho bên em nhé. Con hôm qua thì là đã có một bác khách, bác là bác Trần Kiệt ở trong trong Gia Lai hay là trong Đồng Nai gì đấy, em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà nói chung là bác Kiệt bác đã lấy đôi loa đấy rồi. Thì hôm nay là cũng có mấy bác đang hỏi cái đôi này để về làm trợ đời, thì em lấy thêm, em vừa mới kiếm một đôi nữa đây thì em quay lên cho các bác nhé. Đây đôi đấy gì đây, đôi này gì đây nhá, ngoại hình của nó đây. Đấy. Có một vài chỗ em chưa lau hết bụi là các bác thông cảm nhé. Em mới còn lau sơ qua thôi. Em mà nhìn chung thì con này là hàng em thấy là còn ok, khá là ok. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu nhé, nó không tránh được. Đấy. Cặp này về thì hiện tại là không có ê căng. Đấy. 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 Đằng sau loa đây. 02A con này là có công suất 70W trở kháng 5 ohm nhé. Đấy, 70W trở kháng 5 ohm. Đấy. Đấy. Thì loa về thì em có thử test ở đây, em có đấu test thử ở đây thì em thấy loa vẫn sống bình thường hết nhá. Đây để em cắm thử cho các bác luôn. Cắm thử cho các bác luôn nhé. Đấy. Cho cắm thử luôn cho các bác. Nhá. Bạn thấy không? Cũng rất là sáng rõ nhá. Về làm loa đời cho bổ sung lời thêm cho cái bộ nghe nhạc rất là hay luôn. Thề không đổi ngôi. Thôi em nhắc làm chi? Em hãy về đi hết rồi. Đấy nha, đôi này thì là giá nó 780 nha, bác nào mua thì liên hệ nhá. Và em xin chào các bác. Vâng.